trời ơi, coi kìa, tướng ngồi đẹp ghê luôn kìa. Trời ơi, quá trời luôn ha. Cái này mình mặc nấu bao nhiêu người ăn chung? 140 phần. 140 phần. Tính luôn cái cờ á. Mua bánh dày nè. Trời ơi, ăn sao nổi, nãy ăn cái này nè. Cái này có một miếng à, ăn đi. Chúc lên xe ăn. Chúc lên xe ăn được rồi. Lên xe ăn. Chung nó hứa, Chung nó hứa là nó hứa là không có cho bà Tám ăn đồ mập. Tự kêu mua tự đòi dầu ăn mỡ, chứ còn đâu ăn dầu mỡ, còn đâu ăn đồ chiên đâu. Tự đòi ăn. Ăn cái đồ mỡ bệnh không có. Em giảm ăn á, ốm được 2-3 kg giờ đây qua giờ, trời ơi ăn cái gì cũng phí thế. Hôm nay ăn hủ tiếu xào mì phở, ăn một cái chậm. Nhà Yến là có 3 chị em hả? Là đây 8 chị em. Ủa? Và 5 chị em gái. Wow. Ủa 5 chị em gái có liền nhau không? Không. Ờ. Cũng đứa em với con nhỏ thứ 7, nhỏ Út là ở bên bà. Còn 5 đứa, còn 2 đứa là nhỏ này với nhỏ kia. Bên bển là bên nào? Bên Đài Loan á, là 3 đứa bên Canada. Còn có mình con này ở đây thôi. Kêu đi qua bển làm mà không chịu đi, bỏ chồng bỏ con nhà không chịu đi. Không, mình em lì em đi. Là bên nó ok vui không? Hay là làm thôi? Cũng vui, làm chơi à. Rồi bây giờ mình chất đồ lên xe, mình lên đường. Đủ mắt lắm hai, đủ bán. Không lấy đồ ngon luôn. Phải lót giấy. Bỏ thịt vô hơi dơ xe người ta, ta không có cho. Rồi bây giờ là 6:25 và đây là phát súng đầu tiên trong cái chuyến từ thiện tháng 7 của chị Thơ. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 luôn, thì cả nhóm mọi người sẽ đi đến viện dưỡng lão Vinh Sơn, nằm ở địa chỉ là 469 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thì cũng nằm trong trung tâm Sài Gòn thôi. Bây giờ mọi người sẽ đi đến đó, thì hiện tại ở đó có 140 cụ già bà sơ, tổng danh sách người ở đó là 140. Thì hôm nay mình sẽ đi đến đó. Ngày hôm qua Thơ em có chuyển cho sơ là 25.950.000 để cho sơ mua những cái nhu yếu phẩm. Sơ gửi cho em cái list á, xin mời mọi người cùng coi cái list nè. Thì sơ gửi cho em cái list là những cái mà nhu yếu phẩm sơ đang cần ở đó, thì mình sẽ đưa em sẽ em đã chuyển khoản cho sơ để sơ mua những cái đó chuẩn bị giúp cho em rồi. Trong và list đó là có cái gì? Trong list đó thuốc, thường á Thơ để ý đi, nếu như mà mình không biết á, mình đi đến những cái viện dưỡng lão á, mình mua đồ ăn á thì người ta có đồ ăn nhiều rồi, nhưng mà thật sự á là viện dưỡng lão á là người ta cần thuốc uống nhiều hơn. Người già thì cần thuốc mà trẻ em thì cần sữa. Và tốt nhất là thôi mình cứ gửi cái danh sách, mình cứ hỏi sơ là chỗ đó đang thiếu cái gì thì để cho sơ tự mua, thì sơ sẽ tự cân bằng được cái số lượng mà sơ mua. Thì ngày hôm qua em có chuyển khoản cho sơ là 25.950.000. Rồi hôm nay đồng hành chung với chuyến của mình thì có mẹ em. Đây là mẹ em, mọi người thường hỏi là mẹ em đâu không thấy, thì trong thời gian này Thơ về Việt Nam thì em cũng cho kêu mẹ về Việt Nam, thì sẵn đồng hành chung với lại em với lại chị Thơ luôn. Kế bên là dì của em. Dì của em thấy không? Thấy. Riêng về cái nấu ăn ngày hôm nay thì mẹ em nói là mẹ muốn tài trợ cái phần nấu ăn trời cho mọi người. Thiệt hả? Mẹ em nói mẹ muốn tài trợ nấu ăn cho các bà, tại vì lâu rồi không có về Việt Nam, nên là sẵn chuyến này có Thơ thì Thơ làm việc bác ái này thì mẹ em cũng phụ một tay để nấu ăn. Rồi đây là bé Tiết Ngay. Tiết Ngay thông báo một chuyện này nè. Hả gì? Tiết Ngay thông báo một chuyện nè. Ok. Thông báo gì vậy? Nghiêm trọng không?
mà bí mật như vậy, môi môi nó móc móc gì ở trong vỏ của nó gì. Trúng số. Trúng số. Trúng hả? Xạo. Ủa trúng số hả? Hay vậy, mua nào mà anh chật hết trơn à? Số. Nhiều. Trăm ngàn tờ. Trăm ngàn tờ. Wow, là mấy tờ tất cả? 1.2 triệu chứ bộ. Trời ơi, hay vậy? Hay vậy? Trời gì có 1.2 triệu này làm gì ta? Cho bên nào? Bỏ quỷ luôn chứ làm gì. Phải chiên tờ được coi gì? 2 tỷ mấy hả? Cái máy là xỉu mà. Đỡ máy. Cái này là mua ở đâu con? Hình như qua đi Phở Dậu. Phở Dậu. À cái bà cụ đi ở Phở Dậu qua. Còn cái chỗ hủ tiếu là không có trúng. Là không trúng bỏ hết rồi. Dễ trúng, không có dễ trúng đâu. Ủa sáng thơ hỏi vậy nè. Ủa với số bữa mua mà giờ chưa? Nó dục hết rồi. Ủa sao chật vậy, sao không trúng vậy? Ủa tại sao với số mua mà không trúng? Ủa bộ với số mua là bắt buộc phải trúng liền á. Hôm qua con vợ nói là trúng 100 ngàn tờ thôi được rồi. Sao con nói miệng mắm muối xong con nói trúng tiền nhiều một chút để cho người nghèo đỡ đỡ. Từ. Cái số đó số mấy vậy con? Số 84. Ngày qua là mình lấy cái số khác ha, cái chú đó. Cái bà nó đưa số khác xong cái cái tên nó họ đổi đi lấy có số 8 lấy cái lấy số 8 là nhà nó cũng cũng như là đủ rồi thật trăm có 4 sắp con dò 3 sắp đầu 4 sắp là 4 số khác nhau con dò 3 sắp đầu thôi rồi còn sắp cuối cùng. Ủa vậy hả, vậy là mình trúng 1 sắp hả? Trời ơi, 38 đã được trúng số lần đầu tiên trong đời mà trúng nhiều như vậy. Ở Việt Nam, ở bên Mỹ trúng được 10 đồng, mấy đồng á. Mà bên Việt Nam lần đầu tiên trúng số nha, lần đầu tiên mua vé số mà trúng số nha. Thấy ghê. Ôi ôi, 1.2 triệu. 1.2 triệu hả? 1.2 triệu tầm khoảng 50 đồng. Sắp đó là 12 tờ. Ừ, 50 đồng. 50 đồng. Nè, quyền như là Vincent tới nè 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 tới luôn rồi nè nè nè. Bốn số chín số nó lộn xộn rồi. Tự nhiên là Vincent. À đúng rồi, đi vô cái đường này còn sâu nữa. Đường mầm non là nằm ở ngoài thôi. Quẹo vô sâu nữa anh. Đó. Đúng rồi. À, tới viện dưỡng lão Vincent. Và chó nó chạy cơ. Ok anh. Anh gia đích vô đây nè. Đó, vì như là Vincent. Chỗ này là chỗ cộng đàn các sơ ở, con dưỡng lão là ở dưới. À. Trong đợt dịch là em đem rau tới đây. Vinh Sơn nè. Trong đợt dịch là em đem rau tới đây cho các sơ nè. Nên em cứ tưởng ở đây là dưỡng lão. Đi vô trong. Vô vào trái của anh. Dạ đúng rồi. Chào bà. Có gì chút nữa con ngồi con giao chút qua cho sơ nha. Dạ, dạ. Con cần 2-3 người hỗ trợ giúp con cái này. Cái này thịt heo. Dạ, thịt heo. Cái này thịt heo, thịt bò. Mà siêu to khổng lồ. Siêu to luôn ha. Nồi khổng lồ. Không cần trụng hả? Khi mà nó đen quá thì nó trụng vậy mình chịu thấu mình rất bọt. Ồ.
đây là xào mắm luốc, xào mắm luốc trước nè. Nghe Yến nói là phải xào trước. Bây giờ kiếm trái xoài để thơm mắm luốc. Ôi này, thơm quá. Ồ, thơm ghê luôn á. Nãy Yến nói là xào cái này là để riêng. Ừ, đúng rồi. Sau xong rồi mới bỏ vô. Đúng rồi, tại vì khi mà bỏ vô trước á, nó bay mùi lên hết bún bò, không có còn thơm nữa. Không có còn ngay mùi mắm luốc. Là riêng chứ không có bỏ chung vô nấu. Khi nào mà xong xuôi hết là cũng còn này là muốn bỏ này vô. Cái nó không nè. Nãy giờ thấy xào hơi lâu ha. Nhưng mà nó từ từ, cái này nó xào nó lửa lớn quá nó hổn á. Nó khét, nó phải lửa nhỏ cho nên mình xào hơi lâu ha. Xào tỏi cho xong rồi mới bỏ mắm luốc vô. Xào tỏi xào cho nó thơm rồi mới bỏ mắm vô. Tỏi xào cho thơm rồi bỏ mắm vô. Dạ. Giờ là cái này là xong. Dạ. Xong rồi để riêng ra. Để riêng ra thì lại chín mình bỏ vô. Trong quá trình mình nấu mình cho mắm cho gia vị vô nó bay hết mùi, hồi bưng cái tô ra không có mùi gì hết. Mình cần cái mùi. Hôm nay có thêm gì nữa, có nhân lực thêm cũng đỡ ha. Gì theo phụ. Hôm qua ở bên nhà nó sẵn. Hôm qua nhà em ngủ. Ờ. Bên đó thấy đi thì đi theo. Cũng đỡ có người phụ không? Cũng thường chung mình nó phụ á. Chả nó cắt xong rồi mà chả cắt xong rồi. À, bây giờ là 8:10. Nãy giờ mình nấu là bao nhiêu lâu rồi? Hồi nãy mình tới đây là mấy giờ rồi? 7 giờ. Khoảng 7 giờ. 7 giờ. Mới tiếng đồng hồ mà đã hơn 50% xong rồi. Là 10 giờ là cho ăn đúng không? Có cần phụ gì không Yến? Dạ không chị. Cần người ăn thôi. Nấu xong ai ăn nó buồn. Trời ơi. Cắt lẻ ghê kìa. Để là bỏ thơm vô nè. Thơm là cho mau mềm thịt thì nó thơm hơn. Còn lại thịt bò đang hầm trên thịt bò. Hồi nãy là thịt heo đang cắt. Thịt heo nó mau mềm hơn. À bỏ thơm vô nó mềm lắm á. Đúng rồi, thì bỏ thơm vô cho nó mềm. Nhưng mà rớt bọt chưa? Rồi, rớt rồi. Thơm quá ha. Xả. Ai là người vớt bọt? Em nãy giờ thơm ngọn mãi từ đâu thấy em trong này vớt bọt vậy hả? Trời ơi, sao mà ăn dữ vậy? Có cái đợt cái em không biết em bị gì hết thơm. Em ăn xong em đói một buổi sáng em ăn cầu 6 tô 7 tô á, xong rồi bổ em cũng la quá trời. Mẹ ăn mà không kịp rửa chén luôn á. Ăn xong rồi cho ba trở lại cái đấu phụ bán chạy. Các bạn biết sao nãy giờ bạch thơm ba đứng vòng trong bếp không? Dẫn các bạn đi coi này nè. Vụ gì vậy? Bạch thơm bắt. Không, tại vì hồi nãy Sơ nói thì cũng rất là tội. Sơ mỗi nơi có một cái quy định khác nhau. Sơ nói là khi mà đưa các hình ảnh của các bà lên á, các bà giống như liệt hoặc là các bà ăn uống nhễ nhão, lỡ loét rồi ăn uống nhễ nhão mà đưa hình các bà lên thì rất là tội. Nên là các Sơ nói là thông cảm dùm cho các Sơ. Thì bên em với Thơ cũng rất là ok thôi, nên nó dạ ok, không sao hết. Thì nếu như mà đến đây để được nấu ăn cho các bà, rồi các Sơ cần những cái gì thì tụi em mua giúp được các Sơ thì tụi em cũng rất là vui rồi. Nên là chút nữa thì các bà ăn trong một cái phòng ăn á, thì mình sẽ quay ca hát, mình giao lưu với lại các bà. Rồi sau đó là mình sẽ quay. Mà cũng quay xa sơ thơ chứ không có được quay cận. Đúng rồi cận. Mình sẽ chút nữa sẽ có một bà đại diện trung tâm để gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị ân nhân đã giúp đỡ cho mái ấm. Nhưng mà nãy giờ nhìn thấy mấy bà cũng tội sinh hoạt ở trong mấy phòng. Mình thấy mà mình không có quay thôi. Nhưng mà kể cho các bà nghe là các bà lớn tuổi rất là tội luôn. Ở đây mà là không mọi người, nếu như mà mọi người muốn đến thăm mà muốn thăm hỏi các bà đó, mọi người có thể đến trực tiếp tại các mái ấm, giống như là mái ấm Vinh Sơn ở đây nằm ở 469
đường Bình Lợi hoặc là máy ấm Tinh Thông nè. Đó là hai cái máy ấm nuôi người già mà Cam Thơ với Eric đã đi rồi. Có thêm một nhân lực phụ nữa vô bếp phụ để đặt. Là sao Thanh Thùy nhà ở gần đây cho nên sao Thanh Thùy tới phụ. Nhưng sao cổ nói cổ là cô Cam Theo, cổ là theo. Cổ là Cam Theo, theo Cam Thơ là thành Cam Theo. Bởi vì hỏi con bé Vi nè, ngày hôm qua đến giờ cái clip post lên có cái số điện thoại bé Vi á, mà nó nói nó bị quá trời người gọi điện thoại, nó không ngủ được luôn. Đúng rồi. Tại sao gọi hết clip đầu tiên mở màn rồi có một cô gọi đầu tiên gọi cho làm clip mới lên mấy phút và gọi tâm sự kể về cô Thơ. Chứ không phải gọi đặt tượng. Không, gọi tâm sự nói là khi nuôi Thơ rồi nói là khi gọi vừa làm được coi cô Thơ coi mấy năm rồi. Rồi kể với con xong rồi là mong cho cô cầu cho cô Thơ có nhiều sức khỏe. Có tên gì? Có tên là Thanh Trang hay Trang Thanh gì á, con nhớ. Cô đó nói chị Ánh tới kia. Dạ. Ủa có chị Ánh đồng bọn của Tám mà fan của Tám ở bên Mỹ á. Kỳ trước cũng về đi với Tám một lần, kỳ này cũng về tiếp hay là không biết chị chưa về lại Mỹ hay sao. Thì lát nữa hỏi chị mới biết. Rồi sao rồi, trong đi chờ đợi chị Ánh bé Vi kể tiếp đi. Thì cô nói là khi nào mà đi từ thiện đi cái chỗ nào thì nhắn cho cô đó, cô muốn đồng hành với mình. Rồi tiếp theo là hàng loạt nhắn tin cho con xin tượng. Trong Zalo con sẽ được đóng như các bạn hiện luôn. Nè sẵn đây Tám nói luôn là tượng lớn Eric đặt á thì chỉ có 20 tượng thôi, cho nên Hạ Vi nói là vừa lên clip là cái dèo một cái là hơn 20 người luôn, làm sao mà đủ. Cho nên là bây giờ là ai mà cần á thì có thể là nhắn với Vi, Vi sẽ nhắn cái số của người làm tượng mình, có thể mình muốn quá thì mình đặt tại đây luôn, tại Việt Nam dễ mà, bên Mỹ mình mới sợ. Còn ở Việt Nam rất là dễ đặt, là họ làm cho mình. Và tượng nhỏ thì Tám kêu Eric đặt thêm rồi, tượng nhỏ cũng không đủ luôn, cho nên phải đặt thêm để chi, để đem về là bên Mỹ thêm nữa, đem về cũng phải 2-3 thùng, tại vì đâu có đủ đâu, không có đủ tượng, tại vì nhiều người muốn tặng quá. Thì bà Tám kỳ này về sẵn đem thêm, thì ở bên Mỹ còn có thể là đăng ký thêm được, còn bên này á thì cũng có nhưng mà rất là ít, tại dịch hiện tại cũng đang hết rồi đúng không. Tượng nhỏ cũng mọi người đăng ký quá nhiều, nhỏ này nó nghe điện thoại mà nó ngủ không ngủ luôn là hiểu rồi đó. Thì có mấy chục quá ít, ví dụ 100 thì mình nghĩ là chắc cũng có thể còn, nhưng nó quá ít, tại miền Trung nó đặt quá ít. Thì bây giờ muốn thì đặt thêm thì đem về Mỹ. Còn ví dụ ở Việt Nam dễ lắm, các bạn nào có tượng nhỏ hay tượng lớn thì gọi cho Hà Huy, rồi Hà Huy sẽ cho cái số điện thoại của cái người làm tượng để mà mình đặt ở đây ha các bạn nghe. Cảm ơn rất là nhiều đã gọi cho Hạ Vi. Gọi mà đặt tượng không nói tâm sự nữa. Không, cứ gọi tâm sự con cũng thích được nghe tâm sự. Thích được nghe tâm sự thôi, gọi nó tâm sự đi. Để cho cô Thơ. Cảm ơn con nha, đã tiếp khách fan phụ và Tám. Cứ gọi lên cho nó hoài để nó khoái. Dạ, yeah, con chào cô Anh. Rồi, mới gặp. Cô Anh khỏe không? Dạ, cô Anh khỏe. Dạ. Mình qua nó biết cái dưỡng lão ở đây. Dạ, ở đây con cũng mới biết. Ủa đi đường nào vô hay vậy? Dạ, hướng này. Chào ca sĩ Cam Thơ. Chị có về Mỹ chưa? Chưa hả? Ở đây chưa về luôn. Wow. Đang nấu trong bếp. Lúc mà Thơ về Mỹ thì anh lên Đà Lạt, mình chỗ Lâm Hà lên đi chiến từ thiện mới về. Thì anh là về Việt Nam là năng nổ luôn, quá giỏi, anh chỉ đẹp hoài vậy đó.
xinh với dế đẹp. Em thích dế là dễ thương. Happy birthday em. Cảm ơn chị. Chị xì cho em tiền sinh nhật, xong em bỏ vô chỗ từ thiện rồi cho nó ăn luôn. Nấu ăn là phải cột tóc gọn gàng lên. Ủa là nãy giờ? Nãy giờ là coi như mình nấu ăn mình phải cột tóc gọn gàng lên, mình ăn uống mình phải cột tóc gọn gàng lên, cho nên bây giờ tắm đã cột tóc gọn gàng lên. Một chút nữa để chị với mình để ăn. Đây, cột tóc gọn gàng lên rồi. Cột tóc gọn gàng lên còn tay không cắt nhắn luôn. Nếu mình ăn là lạc lắm á, mình thêm một tô bún, mình chơi một dĩa rau vô nữa là nó lạc lắm. Thì mình ăn, thì mình làm thêm nước mắm, thêm mình ăn. Nhưng mà thấy nước là ngon rồi đó. Tẹt dời. Ba tô. Ba tô. Thôi, thôi đó thôi, chị không ăn nhiều đâu, chứ chị hai tô. Bây giờ là còn một tiếng nữa là tới giờ ăn đó. May là mình là nấu đồ ăn cũng sớm cho nên bây giờ mình thông thả. Em có một chút xíu thông báo với là mọi người, nếu như mà anh chị nào đang xem kênh YouTube của Thơ á, nếu như mà muốn đồng hành chung với em thì em cũng có cái lịch trình. Bây giờ em ngồi mới note lại là mình sẽ cần cho bao nhiêu tiền, thì tổng cộng là có tới 19 điểm sẽ phải đi trong cái chuyến này. 19 điểm thì mỗi điểm bình quân là mình sẽ cho tầm 2.000 đến 3.000. Thì cái tiền quỹ của Thơ thì ra bây giờ nó sẽ ra thành được 19 điểm. Và thì điểm đầu tiên ngày hôm nay là mình sẽ đi ở Vinh Sơn, ở Sài Gòn. Ngày 2 Tây, ngày mai là trong Thơ có việc. Ngày 3 Tây là mình sẽ đi Tây Ninh, Củ Chi. Một điểm Tây Ninh, hai điểm Củ Chi là 3 điểm. Ngày 4 Tây là mình sẽ đi rehearsal tập nhạc. Ngày 5 Tây sẽ ngày con trống ngày 5 Tây của Thơ á. Ngày 6 là Thơ bận đi ăn với lại chị Hương. Rồi tối ngày 6 đi đón Karen. Rồi ngày 7 Tây sẽ là livestream lúc 10 giờ sáng trên kênh YouTube của Cầm Thơ, sẽ livestream thánh ca ngày 7 Tây. Ngày 7 Tây. Rồi tới 2 giờ chiều là sẽ đi họp mặt đồng bọn. Địa điểm họp mặt đồng bọn thì mọi người nào đi họp mặt đồng bọn thì cứ liên hệ với lại bé Bảo Trưng để cho Eric biết cái số lượng, rồi Bảo Trưng cũng sẽ đăng ký, cũng sẽ thông báo với là mọi người về cái địa điểm họp mặt đồng bọn. Bây giờ mình sẽ ghim số Bảo Trưng lên màn hình nha mọi người. Cái số Bảo Trưng sẽ được ghim lên màn hình. Và ngày 7 Tây là họp mặt đồng bọn, địa điểm thì Bảo Trưng sẽ thông báo. Ngày 8 Tây là mình sẽ đi Vũng Tàu, đi phát quà ở Vũng Tàu. Ngày 8 Tây chảnh còn Sài Gòn chảnh. Đi phát quà ở chùa ở Vũng Tàu. Thì cái chùa đó nằm ở Vũng Tàu và thầy Phước sẽ là trụ trì của chùa đó, và mình sẽ phát tầm khoảng cỡ 400 phần quà ở Vũng Tàu. Rồi ngày 8 Tây là mình sẽ đi Vũng Tàu. Rồi ngày 9 Tây mình không, ngày 9 Tây không có nghỉ ngơi, ngày 9 Tây cũng đi đâu đó đó. Ngày 10 Tây đi lễ kỷ niệm ngày cưới. Ngày 10 Tây là đi lễ kỷ niệm ngày cưới. Ngày 11 Tây là đi ôn bú. 12 Tây là tối sáng ngày 12 Tây là có mặt ở Huế. Sáng 12 Tây có mặt ở Huế. Chiều tối ngày 12 Tây là sẽ rảnh ở Huế, nên là bạn nào ở Huế muốn gặp Cầm Thơ hoặc là đi chơi với Thơ thì tối ngày 12 Tây ở Huế. Ngày 11 ngày 12 là mình đi cha nhân mà. Thì cha nhân buổi sáng, buổi tối là cái mình vẫn ở lại Huế. 12 Tây là mình đi phát quà ở Huế. Buổi trưa 13 Tây là mình sẽ đi ra Quảng Trị, phát quà Quảng Trị. 14 Tây là về lại Đà Nẵng. 15 Tây là Quảng Ngãi. 16 Tây Quy Nhơn. 17 Tây Nha Trang. 18 Tây Đà Lạt. 19 Tây Đà Lạt. 20 về Sài Gòn. Sáng 20 có mặt ở Sài Gòn. Nên là các anh chị nào đồng bọn, nếu như ở gần cái khu mà em nói á, mọi người đến phụ phát quà hoặc là mọi người đến tham gia chung với nhóm cho vui thì cứ liên hệ với lại Eric hoặc là Tích Nhi hoặc là Hà Vi để biết cái địa điểm nha. Tiền quỹ ở Việt Nam mà Eric nhận được á, thì em đọc lại, nếu như mà ai coi cái video mà thấy thiếu á, thì có thể nhắn cho em nha. Thì chị Loan gửi em 1 triệu nè, chị Linh UK 3 triệu,
chị Quyên Vũng Tàu gửi em 1 triệu, Linh Vũ 500 ngàn, Xuân Oanh 1 triệu, Linh Tuyền 500 ngàn, Phương Thanh 40 ngàn, Jennifer 500 ngàn, Kim Anh 500 ngàn, Xuân Đệ 600 ngàn, Cô MV 1 triệu, Thùy Dương 200 ngàn, Xuân Nguyễn 1 triệu, Cô Liên 500 ngàn, Mai Hoàng 5 triệu, Jessie 5 triệu, Mộng Nguyên 500 ngàn, chị HL 200 ngàn, cô Thanh Thủy 1 triệu 160 ngàn, Uyên Trần 500, Minh 2 triệu rưỡi, chị Thanh 500 ngàn, Hiền 500 ngàn, Tuyết Anh 300 ngàn, Dung Bình Dương 500 ngàn, Thuận 500 ngàn, Thanh Vân 2 triệu, Mai Anh 500 ngàn, Tina 200 đô, Phương Anh 500 ngàn, Lan Anh 1 triệu, Ngọc Ngân 2 triệu rưỡi, cô Liên, cô Linh, cô Yên ở Bỉ là 150 ơ. Rồi chị Ánh mới gửi em 5 triệu nữa. Chị Ánh mỗi lần gặp là chị Ánh mỗi lần chị Ánh gặp là chị Ánh đưa tiền. Cảm ơn chị Ánh. Không được. Có người ở Vũng Tàu đó. Thì kỳ này mình đi ra Vũng Tàu mình đem cái tượng lớn ra cho. Ok. Uyên đó. Cái chị nào có một chị ở Vũng Tàu, chị Quyên. Chị Quyên ở Vũng Tàu. Đặc biệt là Uyên này là xin một tượng nó lớn lâu rồi đã gửi tiền từ thiện rồi, cho okay. Mình. Tại vì em không dám gửi dành. Đi tượng lớn gửi đi nó bể hết nên là tượng nhỏ thì em mới gửi. Mình kỳ này mình đi mình đem theo. Thì mình kỳ bây giờ để dành một tượng lớn cho chị Quyên. Quyên là ưu tiên Quyên đúng không? Được. Còn nãy bà Tám có nói là ở Việt Nam đặt rất là dễ, gọi Hạ Vi sẽ đưa cái số điện thoại, cái số điện của thoại người của làm tượng. Làm tượng. Ừ. Làm tượng. Chứ không có đủ đó, tắm tặng nhiều quá, nhiều người muốn quá đâu. Thì bây giờ Thơ mới về Việt Nam xong Thơ kêu là làm trên 100 cái đem về Mỹ. Đúng rồi, phải đem về Mỹ, tại vì ở bên Mỹ người ta cần nhiều lắm. Ở Việt Nam thì chị biết không, dễ ha, đặt một cái ở đây lấy dễ ẹt ha. Còn Mỹ người ta đâu có về đâu được. Chút nữa em sẽ đây. Ghim cái số, khi mà ai cần tượng á, thì cứ nhắn với lại Hà Vi. Hà Vi sẽ cho cái số của người làm tượng. Còn em thì em không thể nào mà dán cái số điện thoại của người ta lên đây được. Tại số của người ta mình chưa hỏi ý. Thì Hà Vi sẽ gửi cái số làm tượng cho người ta cần nha. Dạ. Yeah. Okay. Có Chúa trong lòng mẹ đã đi phục vụ, mang tình của Chúa đến cho đời niềm vui. Hôm nay con tin Chúa hằng ở cùng con, khi con theo mẹ đi phục vụ anh em. Lạy mẹ tự nhiên xin dạy con theo mẹ, ơn Chúa ban tặng không phải để riêng con, nhưng bước theo mẹ để đến với anh em, để sống tâm tình mãi là người tôi chung. Có Chúa trong lòng mà giữ riêng cho mình, như người đầy tớ giấu gia tài Chúa trao. Không trao anh em ân lộc người giao phó, khi con trở về có gì mà dâng lên. Lạy mẹ tự nhiên xin dạy con theo mẹ, ơn Chúa ban tặng không phải để riêng con, nhưng bước theo mẹ để đến với anh em, để sống tâm tình mãi là người tôi chung. Chào các bà. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là bà Tám. Ủa sao nó đặt người con nữa vậy? Ủa bà biết con bà Tám tân hôn hả? Hay vậy ta? Trời, con cảm ơn bà. Con chưa giới thiệu tên con là bà biết con rồi. Cảm ơn bà. À, con là bà Tám tân hôn. Con ở bên Mỹ rồi, mới về hồi hôm qua. Cái hôm kia chứ hả? Hôm kia. Và đây là một cái điểm đầu tiên mà con đến thăm. Tại vì kỳ này con đi, con cũng có một cái nhiệm vụ là con đi nhiều chỗ lắm. Các mạnh thường quân ở bên Mỹ rất là thương các bà, các
em nhỏ này kia rồi ở Việt Nam á, cho nên là con là người đại diện cho các anh ở bên Mỹ để đến về đây để thăm các bà trẻ khuyết tật mồ côi rồi người nghèo. Thì điểm con tới hôm nay là điểm đầu tiên luôn á, ghê không? Thông ra thì má của con thì năm nay cũng được 84 tuổi, hôm nay là 85 rồi đó. Má con sinh năm 1939. Dạ, thì má con thì cũng đang ở bên Mỹ, cũng gần con lắm. Mà má con thì lớn tuổi thì cũng không có đi về Việt Nam được. Con chỉ về với là ông xã của con. Và hôm nay con đến đây cũng có một chị ta xin mời nhiếp ít. Yến là từ Đài Loan về và Yến là hôm nay là nấu nguyên một nồi bún bò Huế 140 phần cho chúng ta ngày hôm nay. Các bà cho Yến cũng nhà có tay ạ. Yến là người đầu bếp nấu ăn ở bên Đài Loan, một cái nhà hàng mà rất là nổi tiếng, không biết tên gì mà không biết. Nhưng mà Yến hôm nay cũng tình cờ là về đây, về Việt Nam chơi. Và con cũng bắt cóc luôn, bắt cóc Yến về đây, đến đây là nấu ăn cho các bà. Và ngoài nấu ăn, Yến còn bỏ tiền ra đi chợ này kia để đãi các bà hôm nay đó. Cái đích đây là em của con hay đi đồng hành với con trong những chuyến về Việt Nam để đi từ thiện tất cả các nơi. Và đây là con của Yến đó, là hai mẹ con đó. Thường á, dạ thường Eric Trung á là hay đi nấu ăn lắm, đến mấy ấm của các bà kia, các sơ thì người nấu ăn ở đây. Nhưng mà hôm nay có mẹ về để mẹ nấu ăn hết, còn Eric ở không đi chơi vòng chơi gì đó. Yến nó sẽ nói một vài câu với các bà. Lời đầu tiên con không biết nói gì hơn, con có một chút tấm lòng để đến các bà, chúc các bà ngon miệng. Đây là lần đầu tiên mà mẹ con đồng hành chung với con trong cái chuyến phát tái này. Mẹ ấm Trung Sơn là mẹ ấm lần thứ hai con đến đây, và hôm nay con đến đây rất là vui và được nấu ăn cho các bà cũng như là dẫn các chị nhân dân trên kênh YouTube của bà Tám Văn Thơ đến đây để thăm hỏi cũng như là có chút xíu tấm lòng gửi đến các bà. Thì con cũng chẳng biết mua những cái gì để gửi đến các bà, thì hôm qua con có nhắn tin cho Sơn Mần, thì Sơn Mần cũng có gửi con những cái danh sách. Thì đây là những cái dụng cụ y tế, đây là những cái dụng cụ y tế mà Sơn cần để cho cái việc mà sức khỏe của các bà ở đây. Hôm nay đến đây thì con cũng xin được đại diện các anh chị ân nhân chúc cho các bà rất nhiều sức khỏe, và con cũng mong là các bà, nếu như mà các bà và các sơ có thời gian góp lời cầu nguyện cho các ân nhân trên kênh YouTube của bà Tám Trăm Thơ giúp con được không ạ? Rồi con xin cảm ơn và chúc cho các bà ăn trưa thật là ngon miệng và thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng phúc nữa. Cảm ơn Trung. Và thêm nữa còn hai người, xin mời Ánh, hai chị Ánh luôn. Hai chị này tên Ánh hết, và bây giờ kêu Ánh Đen và Ánh Đỏ đi. Đây là Ánh Đen. Ánh Đen là em của Yến. Hai chị em nãy ở trong bếp nắng quá nè, chảy mồ hôi không nói, giờ chảy nước mắt vô màu. Cảm ơn hai chị em rất là nhiều, hôm nay đã đồng hành và nấu một bữa ăn cho các bà. Và đây là chị Ánh Đỏ. Chị Ánh Đỏ là ở cũng bên Mỹ về luôn, bên Mỹ về, nhưng mà mỗi lần mà con về đây con làm từ thiện là chị Ánh cũng đồng hành với con, và chẳng những đồng hành theo bọt mà còn góp thêm tiền nữa. Đó, chị Ánh cũng có góp thêm tiền cho cái tiếng của con. Và cảm ơn các bà. Anh không biết nói gì, biết khóc rồi, còn đẹp quá, thương quá. Xin mời chị Ánh. Chị Ánh cũng không hiểu nói luôn. Trời ơi, các bà
hiền thấy mồ luôn, mà sau này chị Ánh sợ các bà dám nói gì hết. Thôi các bà cho các hai chị Ánh một tràng pháo tay được không ạ? Dạ con cảm ơn. Dạ bà, con xin mời bà. Dạ, kính thưa các cô, các chú thuộc nhóm ân nhân trên kinh tu lúc và bà các bà tám căn hơn. Dạ, tôi xin thay mặt cho tất cả các chị em trong nhà Vĩnh Lão Linh Sơn cảm ơn tất cả các cô chú, các đoàn đã đến đây dành thời giờ quý báu từ ở xa bên Mỹ, bên Đài Loan mà về đây và ghé thăm nhà dưỡng lão đầu tiên, chúng tôi rất là hân hạnh. Dạ, cho nên chúng tôi xin thay mặt cho tập thể các chị em cảm ơn các đoàn đã đến đây thăm viếng và chia sẻ yêu thương với chị em chúng tôi, đồng thời cho chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn các vị ân nhân ở bên Mỹ đã đóng góp và cảm ơn các vị đã ủng hộ cho chúng tôi về dụng cụ y tế, thuốc và dịch truyền, và đồng thời cảm ơn cô Yến đã chiến đấu với khói lửa để rồi trưa hôm nay chị em chúng tôi có một món ăn ngon. Chúng tôi xin thành và cảm ơn tất cả quý vị, nguyện xin thiện Chúa chúc lành cho việc làm và chuyện này và kính chúc cho tất cả quý vị được khang an, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc, nhất là thành đạt nha, thành đạt cao trong mọi lĩnh vực hoạt động của quý vị ngoài xã hội. Chúng tôi xin lành bạch thật. Trời ơi, bác nói hay quá trời hay luôn. 90 tuổi rồi, trời ơi. Dạ, bác nói hay quá. Và con cũng xin bổ sung thêm là những ân nhân ở trên kênh YouTube của bà Tám Tâm Thơ là không phải là chỉ ở Mỹ thôi, mà ở Canada cũng có, ở Úc cũng có, ở Thụy Điển cũng có, ở châu Âu cũng có, và ở Việt Nam cũng có luôn ạ. Dạ, con xin cảm ơn và con kính chúc các bà có một buổi ăn ngon miệng và luôn luôn có được nhiều sức khỏe, vui vẻ lên và mạnh khỏe và được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Dạ, con xin cảm ơn. Dụng cụ y tế còn rất là nhiều nhưng đang trên đường tới, nhưng mà không sao, bây giờ mình mời các bà vào ăn bún bò của Yến. Bún bò Yến từ Đài Loan em về lấy nấu, mướn đầu bếp từ Đài Loan nhé các bà.
ngon miệng nha. Múc lửa. Ừ, ăn xong rồi múc lửa nha. Nấu thơm ghê kìa. Ngon không vậy con? Dạ ngon. Ngon rồi. Mẹ. Mẹ ăn ngon nha. Cái cảm giác là mẹ nấu bán ở ngoài chợ nó như thế nào? Mà cái cảm giác mà nấu ở đây như thế nào? Cái cảm giác là sao? Cảm giác nấu ngoài chợ thì lo đắt, lo ế, lo lầu. Cảm giác ở đây á, nấu nhiều hết nhiều mừng. Các bà ăn ngon nè. Ngày trước mà mẹ chị con đi nấu á, con nghĩ vậy nè, sao ta khi mà mình vô bếp có một mình á, có thể mệt, có thể cực, có thể nóng, có thể mồ hôi, nhưng mà con muốn mẹ đứng đây ngay cái lúc này là đó, là cái lúc này là mình cảm thấy okay, mọi người đang ăn đồ ăn của mình rất là ngon. Ở cái công sức mình đứng trong bếp đó, cảm động, nó xua tan hết rồi. Có thể là mệt chút xíu, có thể là nóng chút xíu, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà mình thấy mọi người đang thưởng thức đồ ăn của mình ngon, tự nhiên coi như là một cái sự mà bù đắp, và mình cảm thấy mình xứng đáng rồi, đúng không? Chứ mình bỏ ra chút xíu mà rất là nhiều người được ăn. Đó là cái cảm giác. Mẹ đây nói là từ đó giờ chưa được ăn cơm. Cũng là lần đầu tiên mẹ được. Mẹ đây là người chị đã nấu ra, chắc mẹ khen ngon. Nhìn thấy thấy chị Yến kia. Chị từ đây bên này, bên này, bên kia kìa bà, bên kia Yến nè. Mà con bán là con nấu đậm đà tí, nhưng mà các bà ở đây ăn thì con chỉ nấu lạt lạt thôi. Bà là muốn ăn đậm thì nên tí nước mắm. Chứ con không dám nấu cay nữa. Dạ. Các mẹ có ngon không? Thôi mẹ ăn nhiều nhiều một chút nữa nha. Chắc mẹ ăn ngon, con cảm ơn chắc mẹ. Mẹ ăn ngon lắm ha. Thì những cái thuốc trong đây là đa số là thuốc gì vậy sơ? Đây là dịch truyền. Dịch truyền, dạ. Tất cả nhiều loại lắm. À. Đạm rồi có sữa rồi. Đạm hay là mỡ? Dạ. Cho cái này là cái này là họ nói chuyện não. Cái này não. Là tim mạch. Dạ. Tâm thần à. Tim mạch. Dạ. Còn bên đây là mấy cái xi lanh truyền. Dạ. Dạ. Tại vì con cũng có quen bên các chị bán thuốc tây á sơ, thì con có Zalo của sơ rồi. Sau này mà thí dụ sơ gửi thuốc á, thì nếu như mà con xin được cái gì thì con sẽ xin cho các sơ nha. À dạ. Dạ. Tại vì con thường là các viện dưỡng lão là con thường sẽ hỏi các sơ là cần cái gì, tại vì ít ai cho thuốc lắm. Người ta chỉ cho gạo, mì, nước tươi, nhưng mà con hiểu là bên viện dưỡng lão thì sẽ rất là cần thuốc. Còn bên cô nhi thì sẽ cần sữa. Nên là con hôm qua con mới hỏi các sơ. Ủa sơ, ngày hôm qua là con chuyển tiền cho sơ, sơ mua cái này hết là tổng cộng là bao nhiêu sơ? À, nó cũng sắp xỉ gần như cái tiền em thì. Dạ. Với lại con chưa có. À còn chưa giao đủ tới hả sơ? Là ngày hôm qua con chuyển cho sơ là 25.950.000 hả sơ? Dạ. Cái toa này thì mới có 8 triệu này. 8 triệu mấy? 8 triệu 270. 8 triệu với cái kia 5 3 toa rồi. 3 toa. Là tổng hết là 25.950.000. Dạ. Còn mất tiền em. Dạ không sao sơ, để tại vì để con hỏi là sơ đã tới đủ đồ chưa, tại vì con sợ là người ta không giao qua cho sơ thôi. Chứ không. Cái đó nó sẽ kêu họ thời gian. Dạ. Cái chỗ mà cái sơ hay mua. À dạ. Ngày không thể nào giao hết kịp được. Dạ. Ok. Thuốc cao giá họ mới mua. Cái thuốc giống như cái thuốc đông máu là phải người ta. Cái thuốc mà họ chưa giao được tụi lấy. À dạ. Bắt buộc phải mình họ để ít không để nhiều được. Mình muốn mua 10 ống, 20 ống là họ phải chờ họ lấy từ công ty về. Dạ. Tại vì họ lấy trước họ bán không được, họ ấy là họ lấy. Dạ. Vì giá cao quá. Dạ. Như thuốc này cũng vậy. Sơ mua còn hai, còn cái hàm lượng 2.5 nữa. Dạ. Nhưng mà nó cũng là mấy trăm ngàn một hộp. Dạ. Họ không bán nhiều. Dạ. Mình phải dành trước mà hôm qua mới dành sáng nay rồi, tối qua dành thành công. Con cảm ơn các sơ đã hỗ trợ giúp con mua thuốc ngày hôm qua. À, toàn.
năm dạ 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 không 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 sao sơ không cần gửi con à, tại vì con chỉ lo là thuốc không biết tới đủ chưa, nhưng mà tới đủ rồi thì thuốc lần này mua ít từ lần đi cụ này phải thuốc sơ mới mua xong dạ không nhiều mua dụng cụ với lại nước truyền rồi dạ, không. Dạ con cảm ơn các sơ nha, cái này là dùng để cuối đời ống phong điểu à, cuối đời là sử dụng ống phong điểu. Bình thường mình đâu cần cần xài đâu. Dạ. Nào một chỗ ạ. Cái này là ăn bằng ống, ăn qua mũi, mình có xong từ thông từ đây qua đây, à. Bơm vào ăn thôi. Dạ sao? Các thầy những cái gì người cuối đời đấy. Dạ. Nói chung mình cũng là mình mua nhiều, lần trước là mấy xe, mỗi tháng mấy xe bảo hiểm, mấy xe bệnh thường xuyên. Ủa bảo hiểm thì có hỗ trợ được nhiều không? Mình đi mua, mình đi khám bệnh thì bảo hiểm chi tiền 80%, mình 20% thôi. Dạ. Thì các xe đi bảo hiểm nhiều thì các xe đợi thì mua thuốc. Còn những cái thuốc này bảo hiểm không chi. Dạ. Mấy cái này thì đâu có chi đâu. Cái này các xe làm mình nên bảo hiểm không chi. Bảo hiểm chi bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện phải chi. À. Mà mình đưa bệnh nhân về thì mình phải tự mua. Dạ. Ok các sơ nha, con xin phép con về. Em, dạ. Tại còn 1-20 cái lọ thuốc kia nữa. Dạ dạ, dạ không sao. Tại vì con chuyển tiền qua cho sơ thì sơ cứ coi cho thu xếp để mua giúp con. Dạ, cảm ơn sơ. Dạ. Những cái món này khó mua không à. Cái đó cái chuyện nó nhắm bán nhiều nó lộ là cái chết. Dạ, sơ. Dạ, sơ. À, con xin phép sơ nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, dạ. Tự nhiên đi vô đây là có cái cảm xúc của các mẹ khi ăn cơm đúng không? Và đây cũng là một cái chị Yến mua nụ cười. Đúng không? Nụ cười nó có nhiều dạng, nhưng mà mua được cái lòng của các mẹ rồi, những nụ cười của các mẹ, tự nhiên lòng anh rất là cảm động. Chị Yến, cảm ơn chị Yến, cảm ơn chị Ánh, cảm ơn ekip của mình. Dạ, cảm ơn chị Ánh, cảm ơn em. Cảm ơn Tinh Thơ. Mời. Cảm ơn hai bé nha, hai thiên thần bé nhỏ. Dạ, con cảm ơn cô Ánh. Xin mời, xin mời. Hồi nãy chị Ánh hỏi mấy bà nói. Trời, mấy bà nói lần đầu có được lần đầu có được. Trời ơi, mấy bà ăn mà thấy không, miệng bỏ vô miệng nhúc nhím mà cười. Hạnh phúc quá chị ơi. Cái đó là mua nụ cười đó chị. Em đi với Thơ, nói chung là em biết được những nụ cười đó. Có không dạ. Anh đi chung. Mẹ hỏi vậy, hỏi hả? Mẹ nói về là coi như mẹ không có được ăn được. Giữ sức khỏe nha. À. Về đó các mẹ. Để chờ uống nha. Không có thể hỏi trợ gì vậy. Chị xin tay bác sĩ. Được tốt. Hôm nay sinh nhật của Hạ Vi. À, Hạ Vi tặng cho bà Tám cái đôi dép. Đi đôi dép. Đâu, con đưa đôi dép này đi. Đây. Đôi dép của cô Thơ có con chó. Con chó dễ thương lắm. Sinh nhật của Hạ Vi, Hạ Vi tặng cho bà Tám đôi dép. Kìa. Nãy ngủ đã có ngủ. Hôm nay không có ngủ. Ngủ đi. Hôm nay không có buồn ngủ. Cũng hơi buồn ngủ. Thôi ăn đây chưa? Chưa. Một trong những nhà hàng pizza mà được giới trẻ rất là thích. Pizza Combi. Ủa em order chưa? Chưa mới tới. Ủa gì hả? Em nói gì này cũng biết hết vậy. Em mê cái này. Ở đây có món mắc kêu đi. Bắt sạch nhiều thứ rồi nhiều chi ăn ủ đã. Đây rồi em ơi, sao lâu đời vậy? Qua sao đời cái này? Súp nhiều, súp nhiều, bắt sạch của sashimi. Đi ra mà lấy tháp tháp á. Lấy tháp tháp chicken taki tại Nhật Kỳ nhưng mà đúng không? Rồi tháp kia là cá hồi, cá hồi có hai loại là cá hồi sashimi, cá hồi
cá hồi sashimi hay là cá hồi chín? Sashimi. Cá hồi sashimi. Chung. Hôm nay sinh nhật của Hạ Vi. Hôm nay. À, mày muốn tổ chức luôn hôm nay thì tổ chức luôn rồi chị Thanh về làm tiếp. Thôi cho Vi solo. Cho Vi solo. Hôm nay sinh nhật Hạ Vi. Tại vì sinh nhật em muốn tổ chức có thơ, có canh, có cái giờ này đầy đủ hết thì em cái này Hạ Vi thích ăn pizza Kobe thì để cho Hạ Vi. Còn em thì em sẽ giống như là mình nấu ở nhà hoặc là mình chơi nhà, mình nướng đồ ăn thì này nọ cũng vui. Rồi. Món đầu tiên salad cá hồi. Còn này là món gì anh Trung? Súp nghêu. Làm sao đờ đây, nghêu ở đây. Đây. Anh đút cô thơ muỗng đi. Nóng lắm. Quán này là quán tự tin à? Không quán này. Ai đến cũng được. Ai đến cũng được, nhưng mà ý là cái pizza ở đây là nó đang là top 1. Trộn thì trộn, còn đầu bếp chính trộn đi. Trộn. Ăn đi. Xin mời. Lên bốc cho. Ngon. Ok không? Rick đi chợ mà. Happy birthday to you cũng nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cảm ơn cô Hương. Rồi. Có pizza luôn rồi kìa. Rồi pizza gì ạ? Cái này là phân nửa là gà, phân nửa là bò. Arabica cay mì biển là phô mai mascarpone. Cái này mình dùng trộn đều. Ok, cảm ơn em. Sao anh nói là mì có một cái pizza khô nữa, có pasta khô nữa. Ủa mày làm dấu rồi mà. Đấy quá. Cái này là pasta cô signature ở đây. Đây là món ngon nhất của pizza Kobe. Rất ngon. Ngon nhất à. Cô muốn ăn liền. Mặt cô là cô muốn ăn liền. Vậy nè, cái này cái nĩa đúng không? Cái này cái muỗng đúng không? Sao mà người ta dứt lên này nè. Tao bắt đầu tao quấy. Rồi đưa vô miệng. Quấy xong tao mới bỏ vô miệng. Ủa vậy hả? Ướt cái gì vậy? Không, cái này cay quá rồi nó mất cái béo rồi. Ok. Sao cái miệng nó cứng cứng quá. Cái ý mà nó giòn giòn. Chắc phải bỏ thêm khớp thêm gì chứ. Muốn gì có đó. Nó lạc lạc quá. Sạch nè. Sạch nhất luôn. Nói chung mà lần đầu tiên đến ăn lạ lạ. Ngon. Pizza cũng lạ. Chung pizza cũng lạ và mì hai cái mì cũng ngon, nói chung là ngon, ăn ngon hơn. Sinh nhật em Đại ở Vũng Tàu ha. Đại. Đại ở Vũng Tàu làm seafood. Ăn seafood. Ê, hay là ở đi đi Vũng Tàu là mình phát quà xong mình chạy ra biển chút xíu. Mà ăn seafood xong rồi mình chạy về. Happy birthday con. Chúc con lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ đẹp, dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn. Với lại sẽ thành công trong những bước đường tương lai.
Cảm ơn cô. Rồi nè, đó có hai con cháu mang giúp cặp. Ghê không? Gần 60 rồi đó. Nó có 70 không đi? 70 bằng chứ Khanh đâu được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, bé. Happy birthday con nè. Con cầm đi. Rồi con ước đi, con ước xong rồi con thổi. Happy birthday. Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.